Các bạn, chào các bạn, mình mới đi làm về. Mình hôm order cái mấy cây Amazon mấy ngày đó, mình mới mua cây order cây order cái này nên là mình để cắt tóc, tóc mình nó dài quá rồi, lướt quá. Nguyên cả combo đấy, kéo với là cái này nữa. Các bạn thấy tóc của mình không? Tóc của mình này đang dài, dài như trong bữa giờ luôn á. Nó dài quá mà. Để mình giờ thì mình phải sợ xứ lắm xứ. Cái này còn mà ủi thì thế như thế nào nhỉ? Đây các bạn, đấy gồm có cái này với là ba bốn cái đồng đầu lấy tóc, cái đồ lấy tóc bốn cái này thì mình chửi cho cặp giống như mấy chú thầy chứ nó nóng quá. Mùa đến bên này đang là mùa hè các bạn, cái máy này của Suka hả? Máy này 80 đồng á. Đây nó có cái này nữa, để mình gỡ cái này ra đã. Đấy mình gỡ ra rồi đấy, nó là thằng băng keng này. Nó có tặng cho mình cái chai, mình thấy có tặng cho mình cái chai cái lược. Nó là chai dầu máy. Đây là chai dầu máy nghe chứ cưng, không phải là chai đỏ mắt đó nha. Cái này máy này nó có pin này, số lượng pin này 25, 50, 75 với 100% này. 25, 50, 100% này. Cái này mình đơ lên đi, tượng cao như thế nào rồi mình sủi đi thế. Cái này có đơ lên đơ xuống được này. Đưa lên đơ xuống này. Đưa lên sắp sắp với con này nó như thế nào đấy, để mình ủi trước cái đầu mình như thế nào đấy. Mình thấy mấy anh bàn tù của mình ngày xưa mình có mấy bàn tù với là mình xem trong phim ấy, mình xem trong tivi, mình xem trong phim nhiều anh nó tử hết hay lắm, còn thế nào tử nó về đâu nữa nhá. Trước tiên là mình đưa lên dài dài xíu chứ không lợn nó trọc quá thì sao. Cái này nó như thế nào cả. Cái này hàng xịn đấy các bạn, mới ấy. Tốt đấy, thử cái đường nó nào rồi chứ. Ủi lắng đây rồi. Chết rồi. Nó lát rồi đó. À cái này mình các bạn, mình nổi gắn cái này vô mới được. Còn lát đầu á. Cái đầu á có mấy cái đầu này này, mấy cái lắc cái đấy, 1 2 đầu 3 đầu 4, mua cái này phải gắn với cái này mới được. Mấy cái này còn mấy cái này trước đi, không lắc đầu á. Đây cái thì mình nghĩ phải gắn đây thôi. Thôi đi, cầm cái điện thoại giùm anh cái. Để anh quay rồi anh để anh tự xử cho. Vừa tắt cái này rồi vừa đầu em lắng keng luôn. Giống như hói á. Cái này em chưa chỉnh cái này bác này, mấy bác ạ. Tròn chưa? Tròn đấy không? Thờ cắt tóc mới chuyện. Cái đề ba là cái mật sân bay này là sân bay vùng trùng đi, là em mới thử cái tẹt cái tăng đơ. Em tẹt cái là giống là chứ là nên là em mà lâm một cây quả bánh trên đầu luôn.
Rồi, em nghĩ em cắt nữa là em cho nó đi hết mạc luôn rồi đó. Nên là đã kia là rồi. Giống như là sân bay của Tân Sơn Nhất đấy. Hồi sáng em mà mua cua bánh nên về hôm nay cắt tròn như cua bánh mà. Có đẹp rồi đó. Mặt mặt mẹ. Mặt mẹ đó. Ứng ừ, cứ chế đầu đẹp rất nữa. Mà nó lại nó tiến cắt nó cái kiểu này nhé. Bây giờ các bạn mà thấy hợp thì mình cắt kiểu như Phật. Nó nè, con đây nè, see? What is this? Em lấy của bánh của bánh coi. Của bánh dưa bà này. Hộp bánh đã thôi được rồi. Nào nghiêm công trong. Bạn thấy không? Đầu ghê của đầu nó của bánh đấy. Thần tượng của mình là các bạn biết đó, mình giống thần tượng là ao. À, nhìn. Các bạn thấy cái đầu đẹp không? Mình mới cái này mới đi chạy. Làm kem luôn đấy. Mới xong này, mới sủi xong ạ. Mới mua tăng đờ. Mới ủi luôn. Bên này đang là đầu mùa hè. Mùa hè á. Đến mùa đông cắt lại được rồi. Có thời gian nó cắt tóc lắm đấy. Ra ngoài cắt sợ dịch lắm. Lăng keng nữa bạn thêm. Các bạn thấy đầu tóc dễ thương không? Nói chung tóc mình thì nó còn nhanh ra lắm, cỡ một tháng sau là nó ra lại dài lại rồi. Nó nhưng đó cũng là kỷ niệm mà. Nói chung là đầu tóc thì nói chung là mình ở nước ngoài Canada nên là nó bên này nó đa sắc tộc lắm, tóc tai rồi nói chung là mọi người một kiểu.